Lẹ quá. Né thí rồi. Rồi, vô. Go. Hay lắm. Ý da. Hay quá đi. Bất ngờ. Hay không? Anh không dám cười luôn. Em nói thủ anh Việt đâu. Đánh cho hết cười. Hôm qua trời ơi hay vậy. Cái kia này là giống như hôm qua. Không còn trái cầu để đánh luôn. Ghê thiệt. Ba. Mạnh đây nhé. Minh mạnh đi. Mạnh. Đó. Đều. Bốc. Trời Duyên ơi. Chạy chậm quá. Ê kìa. Ai dỡ. Năm. Các bạn. Lên. Sao? Các. Tắt. Trời ơi. Đó. Xong 6 lên coi mà lên. Em giao ngắn nè. sáo lên, nhanh lẹ lên. Hụt rồi. Rồi chết. Đứng lên đi, đã che mà. Đi đâu anh Hà? Năm ba. 48. Cầu dở quá đã gãy mất tiêu rồi. Rồi, trong giữa sang nè. Trong giữa sang nè. Trong này đây đó. Trong giữa sạch. Trong này đó. Sáng giờ ông cua biết cho ông đi. 59, 58. Chết. Chính rồi. Đó, già quá. Già lắm bị. Già quá. Đâu chết. Đâu không? Đâu không? Chưa gì hết nè. Chưa cũng ăn luôn. Chưa cũng ăn. Chưa cũng ăn. Dễ dàng ghê ghê rồi. Sao sáng giờ thôi làm vậy? Xe lưới anh Việt. Anh ra mình mới trái kìa. Vô. Một không. Nhanh chóng. Này không. Quanh ăn thực phẩm chức năng hả, gì giảm cân nhiều anh. Bà xã ăn cường này cũng giảm cân nhờ. Nó đi liền quá. Xuống mấy ký hả? 8 mấy chứ. Bỏ dùm sưng phân rang gì đó. Đấy, không leo nổi. Mày à? Bốn. Hai. Bốn một. Giao lẻ. Giao lẻ. Ôi ơi. Ôi ôi. Có sao? Giờ mới đánh nè. Nó quả quay ngồi sơn xanh dở lắm. Đó. Có việc ra kìa. Có 7 à. Đá 1. Không, anh đón tên Zalo Y luôn không? Zalo Y lên núi liền nó quả dùm sơn. Nơi nóng nó lưỡi Tân Long. Đó. Điêu quá. Chị đỡ mà. Hay quá anh. Chết luôn nè. Ôi chết cha. Chết. Chín. Sao? Tự nhiên tăng tốc lên cơ mà. Nó nghĩ rằng nó đập. Tự nhiên tăng tốc lên. Không có ngờ. Cường chơi cày. Nó khỏe lắm cho nó chạy. Wow. Sao quá vậy ta? Ngồi rồi. Chín. Hồi xưa mình đợi dám ăn rồi ba. Không một. Ôi ôi mình trước mấy trái rồi thua à? Anh Hà hiền anh ha. Đang đang giỡn mà. Hà một cái gì vậy dùng mè. Rồi hướng dương phải không? Đủ thứ nó gõ nó sao chứ đâu. Mày đồ em thắng nè. Đây. Rồi. 32. Lì hả trời. Trời anh cờ Hà ơi. 42. Ngoài 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 ngoài. Trời ơi. Xem vô. Xem cái gì? Đó ra hết cỡ rồi, xem gì. Đi nè. Đúng đều. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Không có. Lì nè. Nó hại anh á. Nó vào ra là ý là nó muốn đập xuống anh á. Đó không? Quên. 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 Ừ, phải nằm. Đừng có để hụt mái trái đó. Lì nè. 8 năm. Cắt cầu nè. Cắt hả? Cắt là sao? Cắt. Chắc là sao? Đi nè. Để chết. Phải dùng tình cảm. Đi nè. Bắt cam. Sao? Trời đất. Phải không? Trung Mỹ nè. Trung Mỹ đạp đi. Để tui chữa thuốc hả? Wow. Ai vậy ta? Làm sao? Đi qua. Ai vậy? Biết cái mẹo đó rồi đấy. Chắc thua tới nơi rồi, đi qua đây. Leo. Đây. Lì. Một không. Một không. Trời ơi. Cần nhớ chiêu đó chưa? Nó ăn trái cầu đâu. Điệt dai rồi vô. Không. Chưa gì đã thả rồi. Đang chuyển qua đào tài rồi. Rồi xong. Giờ còn được chưa? 21. Sao quá chồng nó bé nhẹ. Chồng nó ép miết suốt ngày. Chồng. Đánh chồng như đánh lộn. Làm quá. Ừ. Cầu. Từ từ đó hả? Đó. Đi qua. 23. Cao. Cha tự nhiên. 42. Vì cái sai lầm ha, con này mới nó mới đi qua Diệm Sơn về dám trọng á. Bây giờ em chọn nhân viên rồi thì còn ngang. Tụi em đang khởi động đó nha. Thấy chưa? Đó, đó thấy chưa? Lắp rồi cho anh biết. Tính hơi cầu trơn nè. Đúng không? Trời ơi Nhiên ơi. Không đẹp. Đậu. Ngoài Nhiên ơi. Trời quá, đại năng. Trời đất. Hay dữ hả? Không. Nó càng đổ bơ không? Nổi á, việc đau chân mà đổ bơ. Đau chân không có đau tay đâu. Ông đánh roi ông Minh Thắng làm mầm đi. Giữa Nhiên đừng vô giữa. Rồi đứng biên thôi, đừng vô giữa. 60. Đúng hả? Như cắt tay. Nếu mà pha có tính không chạy. Để hai anh Việt đỡ đó. Anh Việt đỡ. Nãy quên mới giao không? Giao hai đó. Nó quá vậy. Đó, này gió thổi lên là ăn nè. Ăn đi đâu. Ý hả trời ơi. Việt giao. Ủa? Quanh. Bốn quanh giao được. Sao mà. Đáp. Trời ơi, đã nghèo còn sang dữ hả? Chết chưa? Chết chưa? Chạy đến Việt. Đâu? Biên Nhiên và Biên. Trời ơi. Quanh ngược kìa sao đỡ được. Phải. Ra qua luôn ra. Nghe nhỏ hơn một anh. Ngoài không anh Hà? Ê, gì đó. Không được qua lại. Dạ thôi tôi không tay không được. Vô quẹo vô. Đâu quẹo vô. Đi ra, anh nó ra không được đâu. Anh phải trong rồi. Khi nào nó xịt qua đây chưa ở giữa mà. Ở lẹ lên kệ anh. Cái đó là anh thua. Nó vô lại nè. Trời già quá. Nói quay vô. Gió nó vô á. Lì hả? Lì hả? Mình mấy? 49 nói lại đi. Lì hả? Lì hả? Gì hả bực mình. Gì hả bực mình. Ủa, sắp bằng rồi hả? Gì hả bực mình. Bực mình này. Nào. Giết không chết quá bực quá nó giật nè nào hả xong cứ luôn anh này lo anh đi anh này còn tự nhiên lên đây chết rồi anh đó. Dạ này thơm rồi đó. Thơm rồi nè. Quanh phải không? Đó. Trời. Lẩu một. Về đâu? Anh chính thức giờ này mới ăn. 28 hả? 29. giàu đâu đời của mình. Không giàu. Chưa mòn. Giàu quá, giàu quá. Làm cái lồng. Ai? Sao đâu? Mua chứ đâu phải là mất mạng đâu mà. Mua dữ hả? Được chưa? Không dám chụp chụp không kịp không bắt vào lại hết. Giao lại chứ. Lâu vậy cũng không. Ốm thì có đâu đã phút không. Gia đình món ra là bên kia có quán nhà với rau đậu nước nha, luôn rồi. Đó, cái sao không? Bắt một ra. Không nói gì không phải chàm mà chàm mà tôi nghe đủ thứ đâu. Bây giờ tôi chàm nứt chân này, chàm giờ chân đỏ, chàm nát, đủ cái chàm đó. Ôi giời, cắt cào. Đào đi cắt. Cắt câu đây. Rút cái vợt về sai à? Mình rút cái vợt về sai. Rút có rút á. Hai. Ơi. Một cái lần chạm vô. Hai. Áo rồi. Ủa chết. Vừa làm vô không vụ sự nữa mà bị vậy thì nữa, không đi vụ nữa. Mạnh lên. Bá đem này hại. 5. Nghĩ gì vậy? Lưới đóng yên á. Ủa anh cắt em Cường. Trời ơi. Ào ơi. Ào. Biết ào không? Đứng đại đi. Mẹ thấy rồi. Mẹ mẹ xương sống luôn. Đụng nhau. Chân ba. Ô hay dữ hả? Không. Quanh nhân tiếp. Việc giao.